Đây nha các bạn, chỉ sẹo lâu năm của Nhật Bản nha. Cái này sẽ mua cùng với cả đơn thuốc tại bệnh viện của Nhật Bản nha. Cái hộp này là một hộp nguyên siêu được vừa được gửi về từ Nhật, hạn sử dụng là tháng 2 năm 2024. Đấy, thì trong hộp này nó sẽ có 10 tuýp nhỏ. Cái này nếu như bạn nào đang ở bên Nhật ấy mà các bạn muốn mua ấy, thì các bạn phải đến cái hiệu thuốc của bệnh viện lớn thì mới có nha. Đây, bóc ra thì mới có nhé. Mà nếu mà các bạn mua thì các bạn cũng phải có người quen hoặc là đơn thuốc của bác sĩ thì mới mua được nhé. Cái này nhà mình một lần chỉ về được mấy hộp thôi, bởi vì cái này nó không giống như các cái hàng thông thường là mình có thể mua được số lượng lớn. Cái này mua một lần mua rất là khó các bạn, phải nhờ người mua thì mới được, bởi vì nó chỉ bán ở hiệu thuốc tại bệnh viện thôi, còn các cái hiệu thuốc thông thường ở bên ngoài là người ta sẽ không bán. Đây các bạn nhé, một hộp này nó sẽ có 10 tuýp, và một tuýp của nó đây, mẫu của nó từ trước đến giờ chưa bao giờ thay đổi đâu nhé các bạn nhé. Các bạn có thể ngoại quan này, bên này màu xanh, có một tem xanh, hai tem xanh này. Đấy, đây là các bạn sẽ ngoại quan được là một tuýp thuốc được gửi tại Nhật về thì nó sẽ có cái ngoại quan như thế nào. Các bạn ngoại quan giúp mình đằng trước này, hai tem xanh này, 10g này, 0.1% này, Hendaxin này. Nó có một cái tích nhỏ, rất là nhỏ chỗ này, các bạn chú ý nhé. Đây ạ, ở phần này thì nó sẽ có in hạn sử dụng tháng 2 năm 2024 tại cái phần đuôi này. In này, in dập chìm nhá các bạn nhé, dập chìm thẳng vào cái tuýp luôn nha. Đằng sau này thì sẽ có ghi số lô nha, đằng sau cái chỗ này nó sẽ ghi số lô này, và cái mã vạch của nó sẽ ở đây. Các bạn lưu ý nhé, khi mà mình check mã vạch ấy thì cái mã vạch này mình sẽ phải check là nó sẽ không check hết cái số này đâu ạ. Bởi vì cái hàng này nó là hàng đặc biệt, chứ không phải là các bạn quét hết tất cả các số thì nó sẽ ra cái đầu 01 này thì nó sẽ không ra được sản phẩm nhé. Cái mặt sau của nó sẽ có một tem xanh thôi này. Đây, các bạn ngoại quan thật là kỹ nhé. Bên trong ấy, bên trong thì sẽ được đóng kín như thế này, vì cái này nó là hàng thuốc. Cái này các bạn lưu ý giúp mình là sẽ không dùng cho một sẹo to. Cái thường người ta chỉ dùng cái sẹo nhỏ thôi, sẹo to sẽ không sử dụng được đâu ạ. Bởi vì cái thành phần của nó ấy, người ta khuyến cáo là, bên Nhật người ta khuyến cáo là không được dùng quá liều lượng quá nhiều, thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến các cái xương, nó sẽ ảnh hưởng không tốt. Cho nên cái này các bạn chỉ dùng cho sẹo nhỏ thôi, không được dùng cho sẹo to, và bôi nhiều cùng một lúc thì các bạn không được dùng nhé. Đây, chỉ dùng cái sẹo nhỏ thôi bạn ạ. Các bạn có thể dùng mấy tháng liền được, nhưng mà riêng nếu mà sẹo quá to mà mình bôi một lượng rất nhiều vào một lúc ấy thì sẽ không nên, được chưa? Đây các bạn nhé, chị sẹo của em ra xin mình nhiều về nhé. Đây, bỏ một chút này ra để ship cho khách. Cái này là mình về là sẽ phải về, thường là sẽ về một số lượng rất là ít thôi chứ không về nhiều đâu. Cho nên là các bạn chú ý khi mà mua hàng ấy, các bạn chú ý thì các bạn sẽ mua phải đúng hàng chất lượng thì các bạn dùng sẽ rất hiệu quả. Nhưng mà nếu các bạn mua những cái hàng rẻ tiền ấy, và nó mình thấy ở trên mạng bán rất là tràn lan, có những tuýp chỉ mấy chục nghìn thôi, thì cái hàng đấy thì thật sự là mình mua vào không được giá đấy. Cho nên là các bạn lưu ý khi mà mình mua bất cứ sản phẩm gì về thuốc, nhất là những cái tác động trực tiếp đến sức khỏe của mình như là viên uống hay là những cái nước uống ấy, thì các bạn chú ý nhé. Bôi thì nhiều khi mình bôi nó cũng không ảnh hưởng đến da nhiều, nhưng mà những cái đồ gì liên quan đến sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thì các bạn thật đáng lưu ý. Mua đúng cái hàng chuẩn mình dùng, giá cả nó không quan trọng, quan trọng là nó đạt được đúng mục đích của mình và tác dụng của nó tốt thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye.